Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày mới thì xin chúc tất cả các bạn thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi câu lũ ở Thạnh Hóa. Đồng hành với mình hôm nay là cây cần Bulova Monter Ultra 2m7 và máy Daiwa Ram Kit 3000. Thì mình tới đây cũng sắp xỉ gần 6 giờ rồi. Mình sẽ tranh thủ mình câu hơn nữa. Hy vọng sẽ có những cái clip thú vị cho các bạn xem. Thì xin mời các bạn theo dõi buổi đi câu hôm nay của mình như thế nào nha. Rồi, tiến hành câu những cái điểm cũ nha các bạn. Hy vọng mình cũng có cá đây. Cá tấp, chút nhiều. Ăn hôn đây. Trời ơi, nhảy rồi. Đã rồi các bạn ơi, đây. Đây, con đầu tiên nha các bạn.
càng cao. Quá đây, cá ăn không chịu có máy mà ơi, lên con nữa nha các bạn. Rồi, rộng cá nha.